Thưa quý vị, có niềm đam mê lớn đối với công nghệ thông tin nên chị Dương Thị Diệu, chuyên viên phụ trách mảng công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đã không ngừng học hỏi, trau dồi trình độ, kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin. Không chỉ có vậy, cùng sự nhiệt tâm của mình, Dương Thị Diệu còn khơi dậy và truyền lửa đam mê công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học cho cán bộ và giáo viên nhiều trường học trong và ngoài tỉnh. Đam mê công nghệ thông tin từ ngày còn là học sinh cấp 2, nên Dương Thị Diệu đã chọn thi và trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành công nghệ thông tin. Tốt nghiệp loại giỏi, Diệu về giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu, rồi trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc ổn định, thu nhập cao, từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc năm 2009. Nhưng Diệu cảm thấy môi trường làm việc không thỏa được niềm đam mê công nghệ của mình, nên sau khi tìm hiểu, Diệu xin chuyển về làm chuyên viên phụ trách mảng công nghệ thông tin tại Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vũng Tàu. Bởi lẽ, theo Diệu, làm việc ở môi trường này, Diệu sẽ có nhiều cơ hội để giúp cán bộ giáo viên ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học. Tôi mong muốn lan tỏa cái tình yêu của công nghệ thông tin đến với các thầy cô giáo, không chỉ trong địa bàn thành phố Vũng Tàu, mà tôi đã kết nối và lan tỏa đến rất là nhiều các thầy cô giáo ở trên huyện, các huyện Bà Rịa, rồi Châu Đức, Xuyên Mộc và thậm chí có một số các cái trường mà ở xa, ở Bưng Riềng, rồi những cái trường là ở Rạch Giá, Kiên Giang. Không với một cái mục đích gì khác mà nó mong muốn được lan tỏa cái niềm đam mê đó đến với các thầy cô để ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ngày một hiệu quả hơn. Bằng vốn kiến thức có được, đặc biệt là muốn chia sẻ những kiến thức ứng dụng hữu ích mà công nghệ thông tin mang lại cho ngành giáo dục, Dương Thị Diệu đã khởi xướng nhiều chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, Diệu đã hướng dẫn cho các trường tạo ra những sân chơi lập trình về công nghệ thông tin qua các cuộc thi lập trình sáng tạo, triển khai chương trình lập trình STRAT cho hội thi tin học trẻ thành phố Vũng Tàu, triển khai phần mềm trực tuyến chia sẻ, thu thập thông tin tự động trên trang web của một số trường học, phần mềm kiểm tra, đánh giá online của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vũng Tàu, giúp học sinh giáo viên kiểm tra trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin của mình để bồi dưỡng học tập thêm. Dương Thị Diệu cũng tích cực thúc đẩy các trường đẩy mạnh triển khai các phần mềm ứng dụng trong hoạt động dạy học như Kahoot, Quiz, Blinker. Đây là các phần mềm dùng để thiết kế những bài thi, bài làm trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một hệ thống lớp học tương tác, hay phần mềm Skype kết nối với các lớp học trên thế giới qua Internet trong dạy học tiếng Anh. Cái năm gần đây thì các cái hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường nó được đẩy mạnh lên rất là nhiều, thì một phần lớn là cũng là từ những cái ý tưởng, những cái nền tảng từ cô cán bộ Diệu này. Bản thân cô rất là tâm huyết, thứ bảy chủ nhật nếu nhà trường nào có cái nhu cầu á, là cô sẵn sàng xuống đến các nhà trường để mà chia sẻ, để mà trao đổi bồi dưỡng thêm cho các cái đội ngũ về giáo viên về tất cả những cái kỹ thuật về công nghệ thông tin. Cô Diệu là một trong những tấm gương về giáo viên mà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái công tác, đặc biệt trong các cái hoạt động giáo dục. Trong đó có cái chương trình gần đây nhất là chương trình cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam, rồi chương trình tổ chức cho giáo viên ứng dụng cái phần mềm Kahoot cũng như là các cái phần mềm Skype trong cái việc, đặc biệt trong cái việc dạy tiếng Anh. Để nâng cao hơn nữa trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, Dương Thị Diệu còn tham gia vào cộng đồng sáng tạo giáo dục của tập đoàn Microsoft và được công nhận là chuyên gia giáo dục đào tạo về công nghệ thông tin của Microsoft. Và Diệu đã được tập đoàn Microsoft trao giải thưởng dành cho thành viên xuất sắc cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft.